Xin chào, các sĩ tử hãy dành ra 5 giây để chọn một đáp án đúng điền vào chỗ trống nhé. Ta-da, hết giờ rồi. Và đáp án chính xác của câu này chính là đáp án B. Xin chúc mừng các bạn đã chọn đáp án B. Đây là câu hỏi kiểm tra kiến thức ngữ pháp kết hợp của câu bị động và cách thì. Rất thú vị đúng không? Đó, nhìn vào câu này mình có thể tạm dịch là: chúng tôi sắp có một chiếc vòi hoa sen được lắp vào tuần này. Câu này có sử dụng cấu trúc câu bị động ở thể sai khiến, cụ thể là chủ ngữ cộng have hoặc get cộng với tân ngữ cộng với động từ được chia ở dạng quá khứ phân từ 2 và cộng với boy cộng với tác nhân gây ra hành động. Rồi, các bạn có thể theo dõi phần gạch chân ở câu này để nhìn rõ từng thành phần nhé. Vậy thì chúng ta thấy rằng động từ have hoặc get thì đều thỏa mãn để điền vào chỗ trống này đúng không? Tuy nhiên, khi quan sát kỹ câu này thì chúng ta thấy có một từ chỉ thời gian ở tương lai là this week, nghĩa là tuần này. Vậy nên chúng ta sẽ phải sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả một việc đã được lên lịch sẵn có kế hoạch cụ thể. Vậy đáp án B là đáp án chính xác đấy. Xin chúc mừng các bạn đã chọn đáp án B nha. Và nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi những video bài học về tiếng Anh trung học phổ thông thì hãy nhớ theo dõi Elite nhé. Bye bye. Xin chào các bạn. Các sĩ tử hãy dành ra 5 giây để chọn một đáp án đúng điền vào chỗ trống nhé. Hết giờ rồi, câu này khá là khó đúng không? Đây là câu kiểm tra kiến thức ngữ pháp về mệnh đề phân từ. Chấm chấm chấm. In the waiting room, Simon could feel his hand shaking. Rồi, ở câu này, trước khi có thể nêu ra đáp án thì chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại một chút xíu kiến thức về mệnh đề phân từ nhé. Mệnh đề phân từ của chúng ta thì sẽ có thể bắt đầu bằng một động từ có hai dạng. Nếu là hiện tại phân từ thì sẽ là những động từ có dạng là động từ thêm đuôi ing, ví dụ như là seeing, singing hoặc doing, vân vân. Hoặc có thể bắt đầu bằng một quá khứ phân từ, tức là động từ được chia ở dạng quá khứ phân từ 2 đó. Ví dụ như là sẵn, seen, done, vân vân. Nếu động từ trong vế chứa mệnh đề phân từ cần ở dạng chủ động thì chúng ta sẽ sử dụng hiện tại phân từ. Còn nếu động từ đó cần ở dạng bị động thì chúng ta sẽ sử dụng quá khứ phân từ. Rồi, ôn lại kiến thức một chút xíu như vậy thôi. Bây giờ quay trở lại với câu này nhé. Ở đây, theo cấu trúc của mệnh đề phân từ thì chúng ta thấy rằng đáp án A và đáp án D là sai dạng thức của động từ rồi đúng không? Vậy là chúng ta phải loại luôn. Vậy bây giờ chỉ còn phân vân giữa B và C thôi. Chúng ta có hành động ngồi sit của Simon là hành động mà Simon có thể hoàn toàn chủ động thực hiện được. Vậy nên đáp án cần điền ở đây là một hiện tại phân từ. Và đó là lý do vì sao đáp án B là đáp án chính xác đấy. Xin chúc mừng các bạn. Để theo dõi thêm nhiều video hay hơn nữa về tiếng Anh trung học phổ thông thì các bạn hãy nhớ theo dõi Elite nhé. Chúc các bạn học thật là tốt. Xin chào các sĩ tử. Chúng mình sẽ có 5 giây để hoàn thành câu sau nha. Hết giờ rồi. Câu này trông rất là ngắn gọn, mọi người nghĩ là dễ ăn đây, nhưng mà không hề nha. Đây là một câu tương đối khó luôn đấy. Và là câu để phân loại học sinh cho điểm 8 cộng trở lên đó. Rồi, câu này là the heavy rain lashed down chấm 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 throughout the night without letting up. Tạm dịch là cơn mưa nặng hạt đổ xuống chấm 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 suốt đêm không hề ngừng lại. Bây giờ các bạn hãy quan sát 4 đáp án sinh ở phía trên nha. Chúng ta sẽ có 3 đáp án A, B và C: continually, continuously và perpetually. 3 từ này nếu các bạn tra trong từ điển thì ngay lập tức sẽ thấy nghĩa của chúng là liên tục, không ngừng. Đây là 3 từ đồng nghĩa với nhau. Duy nhất chỉ có đáp án D, eternally, là có nghĩa hoàn toàn khác biệt với 3 đáp án còn lại, nghĩa của nó là vĩnh cửu. Thông thường nếu mà chúng mình dùng mẹo thì chúng mình thấy rằng trong câu thì không thể có 2 đáp án cùng đúng được đúng không? Thế nên mình sẽ loại luôn A, B, C đi và chọn D. Thế nhưng xin chúc mừng các bạn, nếu các bạn chọn D tức là các bạn đã rơi vào bẫy của người ra đề rồi đấy. Không được chọn D nha, bởi vì khi chọn D chúng mình cho vào câu dịch ra thì nghĩa nó sẽ không hợp lý một chút nào luôn. Vậy làm sao để chọn được một đáp án đúng trong 3 từ đồng nghĩa này đây? Đây chính là câu hỏi về collocation. Và duy nhất chỉ có một trạng từ đó là continuously là có thể đi với cụm lash down, có nghĩa là mưa đổ xuống liên tục không ngừng thôi. Và đây chính là đáp án đúng của chúng mình đấy, đáp án B. Xin chúc mừng các bạn đã chọn đáp án B nha. Để có thể học được nhiều video hay hơn nữa thì hãy nhớ là theo dõi Elite nhé. Chúc các bạn học vui, bye.
Xin chào các sĩ tử, chúng mình sẽ dành ra 5 giây để chọn từ có trọng âm khác so với những từ còn lại nhé. 5 giây bắt đầu. Hết giờ rồi, rất là nhanh đúng không? Các bạn đã có đáp án của mình chưa nhỉ? Nhìn qua thì chúng mình thấy đây đều là các tính từ mà chúng mình có một quy tắc, đó là các tính từ hoặc danh từ có hai âm tiết trở lên thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất. Tuy nhiên ở câu này thì đây đều là bốn tính từ, vậy thì không áp dụng được quy tắc này rồi. Hoặc là có một tính từ sẽ phải là tính từ ngoại lệ đây, đúng không? Chúng mình cùng xem nhá. Đáp án A mình sẽ đọc là possible. Đúng là trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất thật. Từ này có nghĩa là có thể, có khả năng. Tính từ thứ hai, đáp án B, cultural, thuộc về văn hóa, trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ nhất. Đáp án C, confident, đáp án này có nghĩa là tự tin, cũng rơi vào âm tiết thứ nhất, trọng âm á. Vậy thì đáp án D, supportive, đây là đáp án duy nhất mà trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Tính từ này có nghĩa là mang tính hỗ trợ. Và đây cũng là một tính từ sẽ ngoại lệ so với quy tắc trên. Các bạn nhớ trường hợp này nhé. Rồi, xin chúc mừng các bạn đã chọn đáp án D nha. Hoan hô! Nếu các bạn thích những video như thế này cho luyện thi tiếng Anh trung học phổ thông thì hãy nhớ là thả tim cho chúng mình và theo dõi e-like nhé. Chúc các bạn học vui. Bye bye! Xin chào các sĩ tử, các bạn hãy dành ra 5 giây để chọn ra một đáp án điền vào hai chỗ trống của câu này nha. Hết giờ rồi, câu này trông rất là dài đúng không? Nhưng câu này chúng mình không cần phải dịch một chút xíu nào luôn, chỉ cần nhớ được kiến thức về cấu trúc là có thể hoàn toàn chọn được đáp án đúng của câu này rồi. Cô sẽ chỉ cho các bạn ở trong phần tiếp theo nhé. Đây là câu hỏi kiểm tra kiến thức ngữ pháp về động từ nguyên thể có to và danh động từ. Rồi, quan sát vào câu này nhé, chúng ta sẽ thấy được cụm đó là think about cộng với something hoặc là động từ thêm đuôi ing thì sẽ có nghĩa là nghĩ về việc gì hoặc là nghĩ về cái gì, nghĩ về làm điều gì đó. Dựa vào đây thì chúng ta có thể loại luôn được đáp án C rồi đúng không? Không phù hợp loại luôn này. Quan sát tiếp chúng ta sẽ có là stop cộng to verb hoặc là cộng với động từ thêm đuôi ing. Đó, sau stop thì sẽ có hai dạng động từ như vậy. Vậy thì nhìn vào đây thì chúng ta cũng có thể loại luôn được hai đáp án là B và D. Vậy thì theo phương pháp loại trừ chúng ta chỉ còn một đáp án chính xác là đáp án A thôi. Xin chúc mừng các bạn đã chọn đáp án A. Và nhân đây thì cô cũng muốn giới thiệu thêm cho các bạn một chút về cấu trúc stop cộng to verb, có nghĩa là dừng lại để làm gì. Và stop cộng với động từ thêm đuôi ing tức là dừng hẳn việc gì đó lại. Trong câu này chúng ta sử dụng stop cộng động từ thêm đuôi ing và ý nghĩa của câu mình có thể dịch là mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi dừng việc đi bộ lại, tức là dừng hẳn việc đi bộ luôn và nghĩ tới việc bắt một chiếc xe buýt nhỏ cho đoạn đường còn lại. Dịch ra khá là dài đúng không? Kiến thức về mệnh đề phân từ là kiến thức tương đối khó. Tuy nhiên các bạn vừa hoàn thành một câu về mệnh đề phân từ một cách rất dễ dàng đấy. Xin chúc mừng các bạn. Nếu các bạn thích những video như thế này thì hãy nhớ là thả tim cho chúng mình và theo dõi e-like nhé. Chúc các bạn học vui. Bye bye.